Xin chào cả anh em. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thì hôm nay cũng là ngày cuối năm của năm 2019 nha anh em. Hôm nay em xin được giao lưu của anh em vài gốc phôi mai xù nha anh em. Tổng kết cuối năm luôn để em tập trung làm mấy cây mai tàn Tết. Thì anh em quay sơ khảo em báo giá từ cây luôn nha anh em. Rồi anh em nào thấy hợp nhãn cây nào thì alo liên hệ em ha. Rồi cây mã số 1. Mai vàng sù dáng chật, cây cốt cành bẻ sữa nha. Chi nhạo. Cây già cây lắm, già cây nha. Cây này tại vệ sinh bằng máy nén nên nhìn nước da nó hơi cũ, nhưng cây mạnh nha anh em. Ba anh em cây mạnh. Rồi đo hoành nữa anh Minh ơi. Sù nâu. Sù nhiều lắm nha. 34. 34. Bình thân 34. Cây này năng được khúc này có khoảng 40. 43 luôn. Năng cây, cây cao 1m2 nha. Chim cảnh nè. Được đó. Rồi quay đi mình ơi. Đây dạng sù nu nha anh em. Nu cục 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 cục. Già chát cây à. Đế đẹp luôn. Cây này về nhanh chơi nha. Nâu lên tới khúc chót đỉnh luôn. Rồi cây này em giao luôn anh em giá 12 triệu bao ship nha. Anh em thấy hợp nhãn thì alo liên hệ nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 2. Cây mai xù quái nha. Cây này hôm bữa clip trước em cũng có quay rồi. Nay em sạc, mới sạc lại. Rút chân cành lại. Với sữa bầu hơi sơ sơ sữa bầu. Cây này về mình trồng đứng lại thêm tí xíu nữa nha anh em. Cây quái cây đẹp cây. Rồi đâu hoành với ba mươi bảy. Dưới 37 rồi đợi cho anh cũ nè. Cho chỗ cũ vững nhất nè. Cho anh luôn 62. 62. Rồi. Còn có không? Đôi cánh rồi có mày. Đôi chiều cao cây. Cây cao 50 tính từ mặt bầu. Cây này sụn 100% nha anh em. Sù chải. Cây già chát à. Đế tập trung về bên đây trơn à. Và bên đây cũng có hai cọng nha. Khá có viên cây quái cây. Rồi cây này giao lưu giá 15 triệu bao ship nha anh em. Cây mã số 2.
Rồi, tiếp tục là cây mã số 3 nha anh em. Cây này hôm nay kéo nhựa nhiều nước mình đâm một hai chồi. Rồi đâu hoành đi Minh ơi. Cây này giá bông sai lùng lực. 44 hoành, 43 hoành và chiều cao. Năm mươi lăm tính từ mặt bầu. Rồi quay lên đây. Rết dòng. Cây này xù nha anh em. Sống lưng nó găng guốc mà. Đo cái cốt cốt bài nè. Nhiêu vậy? 24, 23. Cốt bài 23. Đo cốt đỉnh nè. Cốt 27. 26. Rồi. Rồi cái này em giao lưu giá 11 triệu bao ship nha. Cây mã số 3 11 triệu. Tiếp tục là cây mã số 4 nha anh em. Sù búp măng tầng đa. Cây này lên hình không có ra cây. Cây này nhìn thực tế khéo cây lắm nha. Nhanh chơi. Đế đẹp luôn. Rồi rồi, đo đi. Đo hoành. Cát này cũng nhỏ chứ không lớn lắm đâu. Xăm ba. Cái cũ nó xăm 2, xăm 3. Rồi đo eo. Eo 53. Đo chắc đỉnh. Đo đỉnh, đo chiều cao. Chiều 50. Cao 50. Cây lùng lực nha. Rồi quay đi nè. Này em bán giá sập sàn. Tổng kết cuối năm giải phóng mặt bằng. Còn không được nữa thì lên chậu luôn. Ở cái này em giao lưu giá 15 triệu bao ship nha. Em thấy hợp nhãn thì alo liên hệ. Này xù cũng nhiều lắm nè. Đế đẹp luôn. Rồi tiếp tục là cây mã số 5 nha. Cây cuối cùng. Cây này giống như cây tre chăm đốt nha anh em ơi. Xù đẹp, đế đẹp. Thân nó cũng đẹp luôn. Cây này hiện tại nó cao khoảng 1m8, 1m9. Cây này dáng phụ tử luôn. Rồi đo hoành đi Minh ơi. Ba mươi chín. Rồi cây cao 1m8. Cây này tương lai vài năm tới là xù bít mình 100%.
Rồi cây này em giao luôn anh em giá 10 triệu bao ship nha anh em. Anh em hợp nhãn cây nào từ cây số 1, cây số 5 cái hợp nhãn thì alo liên hệ nha. Còn được thì anh em xem tham khảo nha anh em. Tiền cũng còn của mấy anh mà cây là của em. Nay giá đó là sập sàn rồi. Rồi, xin kết thúc video tại đây, kết thúc của năm 2019. Chúc anh em mình xem video vui vẻ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tới. Xin cảm ơn anh em.